Xin chào các bạn đến với Mimin Tarot. Mình ở đây để trải vẻ chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải vẻ chung, chứ vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và ngày hôm nay thì mình đem đến một chủ đề khá là thú vị. Đấy là vợ chồng tương lai của các bạn sẽ là mối tình thứ mấy trong cái cuộc hành trình tình yêu của các bạn. Thực ra cái này nó cũng mang tính chất là tương đối thôi nhé. Vì mình biết là có rất là nhiều bạn trải qua rất là nhiều mối tình khác nhau rồi. Nhưng mà các bạn cũng có thể nghe nó theo cái kiểu như là nên là các bạn hãy tính cái mối tình sâu sắc nhất với các bạn. Ok, chúng ta có ba sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Mình lấy ví dụ như các bạn là sẽ trải qua khoảng 5 mối tình chẳng hạn, nhưng mà trong số đó chỉ có 3 là sâu sắc thôi chẳng hạn, thì các bạn có thể tính theo cách đấy. Ok, và chúng ta đến với số 1 nha. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 1. Đây là trải bài chung, chỉ vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không vấn đề là các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đấy là, đây cũng có thể là trải bài 2 chiều nha. Với câu hỏi đó là vợ chồng tương lai của các bạn là mối tình thứ mấy, thì như mình đã nói thì nó sẽ chỉ mang tính chất là tương đối thôi. Thì ở đây mình thấy rằng là đối với tụ bài số 1 ý, vợ chồng tương lai của các bạn có thể là mối tình thứ 2 hoặc là thứ 3 của các bạn. Đại loại là trước cái mối quan hệ giữa vợ chồng tương lai của các bạn ấy, thì bạn sẽ trải qua một cái mối tình nào đó khá là sâu sắc. Và cái mối tình đó khi mà nó tan vỡ thì nó để lại trong bạn rất là nhiều nỗi đau, rất là nhiều nỗi buồn, cũng như là nó kích thích trong bạn rất là nhiều vấn đề mà bạn cần phải giải quyết. Và khi mà các bạn thực sự nhận ra và giải quyết được ý, thì và trở thành cái phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân ý, thì bạn gặp được cái đối tượng là vợ chồng tương lai của các bạn. Thì mình thấy là cái mối tình, tức là có thể là từ 1 cho đến 3 mối tình đúng không? Thì trong 3 cái mối tình đó thì sẽ có một cái mối tình khá là sâu sắc với các bạn. Có thể là nó gắn kết từ rất là sớm với bạn, có thể là bạn yêu khá là sớm hoặc là bạn yêu cái người đấy khá là lâu, nhưng mà vì một lý do gì đó mà nó tan vỡ. Và chính cái mối quan hệ đấy nó đã đánh thức bạn, nó đã thức tỉnh bạn. Có thể đó là một cái sự phát triển về mặt nhận thức, về tâm linh, một cái sự thức tỉnh tâm linh nào đó. Và mình thấy rằng là có thể là bạn, sau khi mà bạn giải phóng bản thân mình khỏi những nỗi sợ, khỏi những cái gì liên quan đến quá khứ ấy, thì mình thấy là có thể là bạn sẽ độc thân một cái thời gian khá là dài, khoảng chắc tính bằng năm, độc thân một khoảng thời gian dài mà các bạn vẫn chưa tìm được đối tượng. Nhưng mà hãy cứ kiên nhẫn, nếu như bạn đang ở trong bất kỳ cái thời điểm nào mà mình đang nói trong cái trải bài đi chăng nữa, thì hãy cứ kiên nhẫn đi, hãy cứ tiếp tục hoàn thiện bản thân và tập trung phát triển cho khu vườn của bản thân bạn, trở thành cái phiên bản hoàn hảo nhất. Khi mà mình cảm thấy là khi mà cái cuộc sống của bạn ấy, bạn cảm thấy đầy đủ với nó trên tất cả các mọi phương diện ấy, thì cái người cần đến họ sẽ đến. Cái người vợ chồng tương lai của các bạn có thể sẽ là cái người có khoảng cách về địa lý, hoặc là người nước ngoài, đại loại là giữa hai người có khoảng cách. Thì mình thấy là cái người này đến với bạn, tình yêu mới này đến với bạn ấy, thì tức là có thể các bạn sẽ chờ rất là lâu cái người này mới tới, nhưng cái mối quan hệ này nó sẽ tiến triển rất là nhanh một cách chóng mặt luôn đấy, các bạn sẽ không thể tưởng tượng ra được đâu. Và mình thấy rằng là khi mà các bạn thực sự tìm được cái sự bình yên trong tâm hồn các bạn, bình yên với tất cả mọi thứ xung quanh, và như là nói chung là để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên ấy, cũng như là gạt bỏ được những cái nỗi sợ, vượt qua được những cái nỗi sợ, thì cái người này đến. Thật ra thì khi mà cái người này đến ấy, mình thấy là bạn đã hoàn thiện bản thân rồi, nhưng mà cũng để mà nói là ổn hoàn toàn thì cũng không đâu. Bởi vì cái người này, khi mà cái vợ chồng tương lai của các bạn ấy, khi mà họ đến ấy, họ vẫn còn kích thích một số những cái nỗi sợ trong bạn và buộc bạn phải giải quyết. Thì khi mà bạn thực sự tự do, thoải mái với được sống với chính bản thân, với phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân ấy, thì cái người này sẽ đến. Người này có thể giống như là một cái lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, được vũ trụ đáp lại. Ok. Và mình thấy rằng là khi mà cái người này tới ấy, thì họ giúp bạn chuyển mình, giúp bạn có một cái bước nhảy, một cái đà nào đó mạnh để cho bạn có thể chuyển sang hẳn một cái chương mới, một cái giai đoạn mới trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống của các bạn. Ok, mình sẽ rút thêm xem nhá. Đến đây thì thông tin ở đây thì mọi thứ nó cũng khá là đầy đủ rồi. Cái điều mà các bạn cần làm nếu như bạn chưa gặp được cái người này ấy, đấy là hãy tìm cho mình cái sự bình yên trước đã. Hãy cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Có thể khi mà cái người này đến ấy, tức là bạn chờ thì sẽ chờ rất lâu, nhưng khi mà cái người này đến họ sẽ đến rất là nhanh, thúc đẩy cũng như là tiến triển cái mối quan hệ này cực kỳ nhanh. Ở đây có người thuộc cung lửa và dương nhân mã sư tử này.
Ok, mình cảm nhận được rằng là cái mối quan hệ thứ hai, à cái mối quan hệ với vợ chồng tương lai của các bạn ấy, nó sẽ khá là thoải mái, nó khá là nó có thể là nó không nồng nhiệt, nó không mạnh mẽ như cái tình cảm đầu tiên, nhưng mà hay là như cái tình cảm sâu sắc nào đó trước đây của các bạn, nhưng mà nó mang một cái gì đó hơi hướng rất là bình ổn, bình lặng, bình yên, vừa phải, không có quá là nhiều sóng gió, cũng không có quá là nhiều cái sự, cũng không quá là tẻ nhạt. Ok, và khi mà các bạn thực sự tìm được cái thánh địa bên trong bản thân của các bạn ấy, bạn ổn với cái sự một mình của các bạn thì cái người này họ đến. Thế là hãy cứ kiên nhẫn đi, không chứ không cần thiết phải trông ngóng quá hay là gì đó đâu. Ok, chốt lại tụi bài này nha. Vợ chồng tương lai của các bạn là mối tình thứ mấy? Thì ở đây mình đã nói là mang tính chất tương đối, thì nó có thể là mối tình thứ thứ hai hoặc là thứ ba của các bạn. Nhưng mà đại loại trước đó các bạn sẽ có một cái mối tình khá là sâu sắc với một ai đó, mà nó khiến cho bạn cảm thấy rất là đổ vỡ và đau đớn, cực kỳ là đau đớn khi mà rời xa họ. Nhưng mà chúng ta cũng phần phải cảm ơn cái mối tình đó, bởi vì cái mối tình đó đã giúp bạn nhìn nhận lại mọi thứ, chuyển hướng cái tình yêu của bạn vào tình yêu với bản thân ấy. Ok, và đó là tụ bài số 1, chúng ta đến với số 2 nhé. Các bạn đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bài chung, chính vì vậy nó nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi này là mối tình vợ chồng tương lai của các bạn sẽ là mối tình thứ mấy, thì như mình đã nói là nó sẽ mang tính chất tương đối nha. Thì mình thấy ở đây á, nó có thể là mối vợ chồng tương lai của các bạn ấy có thể là mối tình thứ nhất hoặc là thứ hai. Sao lại không hiểu sao càng ngày nó càng rút ngắn đi. Bởi vì mình thấy giữa hai người ấy sẽ trải qua với nhau rất là nhiều sóng gió, và có những lúc ấy bạn cảm thấy rằng là không thể đi cùng cái người này được nữa rồi. Nhưng mà sau tất cả những ngôi nhà và những đứa trẻ, những giấc mơ về ngôi nhà của đứa trẻ thì lại được thực hiện. Ok, đầu tiên mình thấy giữa bạn và họ là một cái kết nối soulmate khá là sâu sắc, và có thể hai người quen nhau thông qua những đứa trẻ, hoặc là quen nhau từ cái hồi còn rất là trẻ, từ cái hồi còn rất là ngây thơ với nhau, thì cho đến khi mà các bạn trở thành những cái người trưởng thành, trở thành những cái người mà hoàn thiện bản thân, cũng như là giống như cái beauty queen ở đây á, tức là tốt đẹp, cái phiên trở thành những cái người mà rất là sao nhỉ, rất là hoàn thiện bản thân rồi. Có thể tức là ý là yêu nhau từ cái hồi mà còn ngây ngô cho đến cái lúc mà cả hai đều đã trở thành những cái người trưởng thành, cùng đồng hành với nhau rất là từ rất là lâu rồi, thì đó có thể là mối tình thứ một hoặc là thứ hai của các bạn nha. Thì mình thấy rằng là hai bạn ấy trải qua rất là nhiều những cái khó khăn với nhau, có những cái lúc tưởng chừng như là các bạn sẽ từ chối, các bạn sẽ dừng lại, nhưng đến cuối cùng các bạn lại vượt qua được. Mình thấy rằng là có thể hai bạn ban đầu là bạn của nhau trước, hoặc giống như là cái người này giống như là có thể là bạn học của các bạn này, hoặc là thông qua giới thiệu của bạn bè, sự giúp đỡ của bạn bè thì hai người gặp nhau. Và mình thấy rằng trong cái mối quan hệ này á, có rất là nhiều khó khăn, rào cản được đưa đến, được đem đến. Thế nhưng mà mình thấy đến cuối cùng ấy, hai bạn vẫn rất là mạnh mẽ, nắm tay nhau để vượt qua tất cả, để có thể đi đến được cái đích cuối cùng. Mình thấy họ ở đây có thể là một cái người rất là lý trí. Họ rất là lý trí, họ rất là mạnh mẽ. Giống như mình cảm nhận được họ sẽ là cái người lãnh đạo cái mối quan hệ này đi từ cái giai đoạn thấp nhất cho đến cái giai đoạn cao nhất. Ok, và đưa nó đi, điều hành nó đi vào cái thời điểm ổn định. Thì mình thấy rằng là cái tình yêu của các bạn ấy, nó cái tình yêu này á, cái tình yêu mà đối với vợ chồng tương lai của các bạn ấy, mình thấy là nó mang một cái màu sắc gì đấy khá là kiểu như là tình yêu mà nó bậc cao ấy. Đôi khi thì cái đam mê giữa hai người ấy, nó không phải là cái thứ quan trọng nhất trong mối quan hệ, mà giống như là khi mà hai người ở bên cạnh nhau, tương tác với nhau, thì mỗi người lại dạy cho nhau những cái bài học riêng và giúp nhau nhìn nhận được rất là nhiều cái bài học, ví dụ như là về tình yêu thương bản thân này, về đại loại là về những cái bài học gì mà bình thường là ý là đại loại là những cái bài học rất là tốt cho sự phát triển của mỗi người. Và mình thấy rằng là đây, cái mối quan hệ này nó mang một cái màu sắc gì đấy rất là định mệnh,
rất là phép màu. Và mình thấy là trải qua cực kỳ là nhiều các cái cung bậc cảm xúc. Có những lúc là nó dừng lại, và có thể các bạn đã quyết định dừng lại rồi, nhưng mà sau đó thì các bạn lại quyết định là cùng cầm tay nhau để vượt qua những cái khó khăn, đi đến được cái giây phút cuối cùng. Và bất kỳ những cái gì khó khăn ấy, các bạn đều vượt qua được và có được một cái kết đẹp với nhau. Ok. Và mình thấy là cái hành trình giữa hai người ấy, nó đi từ cái sự gọi là giống như là chưa trưởng thành, đi đến một cái mức gọi là trưởng thành rất là sâu sắc, cực kỳ là sâu sắc trong cái mặt nhận thức của cả hai. Ok, vậy thì chốt lại cái tụ bài này nha. Vợ chồng tương lai của các bạn ấy là mối tình thứ mấy, thì tụ bài này có thể là mối tình đầu tiên hoặc là mối tình thứ hai. Tức là nó sẽ khá là ít thôi, nhưng mà cái mối quan hệ này nó sẽ rất là dai dẳng, rất là dai dẳng, sức sống của nó rất là mãnh liệt. Nó có thể là không có nhiều đam mê như là ngọn lửa bập bùng cháy, lúc nào cũng cháy, nhưng mà nó là một cái gì đó mà giống như không thể dập tắt được. Mình thấy là qua cái mối quan hệ này á, wow, qua cái mối quan hệ này á, các bạn học được rất rất là nhiều bài học với nhau, cho đến khi các bạn thực sự trở thành cái phiên bản hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất của bản thân, thì mình nghĩ đấy là cái lúc mà cái kết tốt đẹp nhất, cái ngôi nhà mà những đứa trẻ happy ending ấy, nó sẽ đến với các bạn. Và mình thấy là các bạn có kết nối với nhau rất là mạnh mẽ. Một cái loại kết nối gì đó mà nó giống như là được sự ủng hộ từ nói hơi bị ấy, được, nó được sự ủng hộ từ phía gọi là về cái mặt tâm linh ấy. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 3. Xin các bạn đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy nó nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Đây cũng là trẻ bé hai chiều, cho nên hãy nó nhận chiều đúng với các bạn. Có thể là những cái gì mình nói đấy, nó sẽ là cái những cái mối tình của vợ chồng tương lai của bạn chẳng hạn. Với câu hỏi đấy là vợ chồng tương lai của các bạn ấy là mối tình thứ mấy của bạn, thì tụ bài này mình xin phép là không nói là thứ mấy, tại vì mình thấy rằng là có thể bạn sẽ trải qua nhiều mối tình này, hoặc là trải qua ít mối tình, cái đấy không quan trọng. Nhưng cái quan trọng đấy là bạn lại kết hôn. Vợ chồng tương lai của các bạn lại là một cái người mà các bạn từng yêu sâu sắc cái người đó, nhưng mà sau đó thì chia tay, hai người chia tay. Tức là có cái khoảng thời gian ấy, mình thấy rằng là bạn đã hoàn toàn giải phóng cái người này ra khỏi cuộc sống của các bạn rồi. Bạn không còn quan tâm đến họ, bạn nghĩ rằng là ồ hết duyên rồi, đến đây là kết thúc. Xin chào và không hẹn gặp lại. Tuy nhiên thì giống như là khi mà ở lần đầu tiên hai người gặp nhau á, thì có thể họ là một cái người chưa trưởng thành, họ cái cách nhìn nhận tất cả mọi thứ của họ ấy, nó chưa được cao, nó chưa được trưởng thành, cho nên cái mối quan hệ của hai bạn ấy nó không đi đến đâu cả, nhưng mà nó cũng rất là một cái gì đấy khá là sâu sắc. Mình thấy là có thể khi mà hai người bên cạnh nhau á, hai người đấu tranh rất là nhiều, cãi nhau rất là nhiều, mâu thuẫn xung đột với nhau rất là nhiều, gây tổn thương cho nhau cũng nhiều. Bởi vì mình thấy là giữa hai bạn có một cái duyên nợ nào đó mà các bạn cần phải giải quyết để nó trở thành cái thế cân bằng nhất ấy. Và khi mà cân bằng, hai bạn tách nhau ra đi hai con đường riêng, có thể là bạn đã nghĩ rằng là người này sẽ không bao giờ là cái người có thể quay lại được, hay là không bao giờ là người mà trở thành vợ chồng tương lai của các bạn được. Thế nhưng mà wow, người này lại là cái người mà vợ chồng tương lai của các bạn. Tức là bạn nghĩ rằng là mình sẽ chọn một cái sự lựa chọn khác, thế nhưng mà đến cuối cùng ấy thì cái người này lại quay trở lại đoàn tụ với bạn, hội tụ với bạn một lần nữa. Nghe đến đây thì có thể một số bạn không thích, nhưng mà nói chung là định mệnh, số phận, tất cả mọi thứ chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được đâu, vì nó sẽ diễn ra theo những cái cách mà chúng ta không thể ngờ tới được. Nhưng khi cái lần thứ hai này ấy, khi mà họ quay trở lại trong cuộc sống của các bạn ấy, mình thấy họ là một cái người, họ đã trở thành cái người cực kỳ chín chắn rồi, cực kỳ chín chắn rồi, đặc biệt là về mặt tình cảm. Họ xác định được tình cảm của họ như thế nào, họ biết là phải làm như thế nào để mà cho cái mối quan hệ này phát triển đi lên. Ok, và mình thấy là họ đã có cái khoảng thời gian để nhìn xuyên thấu hay là xuyên qua được rất là nhiều vấn đề của cái mối quan hệ cũ. Có thể họ cũng đã từng thử yêu rất nhiều người khác, nhưng họ cảm thấy rằng là họ không được trọn vẹn, họ không được là bản thân của họ khi ở bên cạnh những cái người đó, mà là khi mà bên cạnh bạn, họ mới thực sự là chính họ. Và người này là true love của các bạn, họ sẽ quay trở lại trong cuộc sống của các bạn vào cái thời điểm
thích hợp nhất. Và mình thấy rằng là hãy, nếu như bạn lo sợ cái người này lại lặp lại mọi thứ một lần nữa, thì mình thấy rằng là yên tâm đi, họ sẽ quay, nếu như mà họ quay trở về trong cuộc sống các bạn ấy, họ sẽ phá vỡ cái vòng lặp cũ và họ không phải là cái con người cũ trước kia nữa đâu. Bạn sợ rằng là mình sẽ lại đọc lại một cái quyển sách một lần nữa, nhưng mà lần này yên tâm đi, họ đã viết một cái kết khác cho cái cuốn sách của họ rồi. Họ rất là mong muốn đem đến cho bạn cái sự ngọt ngào, vui vẻ và sẽ có sự khởi đầu trở lại ở đây. Vì thế mà nếu như thời điểm hiện tại bạn nghe đây và cảm thấy rất là khó chịu ấy, thì hãy nhìn mọi thứ một cách thoáng hơn. Bởi vì thứ nhất, nó chưa chắc là đúng với bạn. Thứ hai, đấy là tất cả mọi thứ ấy, chúng ta sẽ không thể biết trước được nó là gì đâu. Hãy nhìn vào một cái bức tranh toàn cảnh, một cái bức tranh tổng thể. Bởi vì có thể giữa cái duyên nợ giữa hai bạn, cái duyên phận giữa hai bạn, nó quá nhiều đi, nó quá mạnh mẽ đi, cho nên là giống như là không thoát được ấy. Ok, còn gì để nói nữa không nhỉ? Mình thấy rằng là đã có lúc ấy, bạn giải phóng cái người này ra rồi, bạn cảm thấy rằng là không còn yêu nữa, ôi rồi ôi lại yêu lại từ đầu mới đau. Mày thế em chọn tụi mày. Mình đùa đấy. Mình thấy là cái lần trở lại của họ ấy, họ sẽ đem đến cho bạn một cái cam kết vững chắc cho một cái tình yêu này. Họ nhận ra là bạn là tình yêu lớn của đời họ và họ sẽ đi đến một cái gì đấy cam kết với bạn. Wow, mình thấy ở đây có rất là nhiều cái sự ngọt ngào được đem đến nhé. Sự vui vẻ sẽ được đem đến với bạn. Thế cho nên là cứ từ từ tận hưởng thôi. Ok, vậy thì chốt lại tụi bài này nha. Vợ chồng tương lai của các bạn là mối tình thứ mấy thì mình, như mình đã nói là mình xin phép là không nói. Tại vì là có thể hai bạn sẽ trải qua khá là nhiều mối tình, thế nhưng mà đến cuối cùng bạn lại quay trở lại với cái mối tình sâu sắc nhất của bạn. Thì mối tình sâu sắc nhất của mỗi người lại khác nhau. Đó có thể là mối tình đầu, đó có thể là mối tình thứ hai, đó có thể là mối tình thứ ba, vân vân. Nhưng đại loại là nó sẽ là cái mối tình sâu sắc nhất của bạn. Ok, đó là tụ bài số 3 nhé. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.